đặc sản gà núi nó quá trời kìa. Sau trong rừng lắm mà, này chưa. Thì bà mới nói là đi vô trong tới cổng rồi mà không ăn được con gà. Thì vô tới hầm luôn. Ừ. Đó rồi vô sau tao. Đó kìa, xã Ô Lâm rồi, qua khỏi Ô Thâm rồi. Vô. Kìa Ô Thâm để ra hồ Ô Thâm bên trái 2 km. Đây đó, đi vô hồ Ô Thâm đó. Cái gì? Đi đường nào vô? Để trái là ha, Ô Thâm 2 km. Hồi quán. Chỉ có gì mà nó cũng biết. Cái đường bên trái đó à. Khu tham quan hộ hôm kìa. Ồ. Kìa gà nấu ong voi được hả? Nãy hỏi ong voi hả? À. Đây bắt đầu mới ngon là núi nè, lên nè, lên. Dạ có liều kìa. Ừ. Leo đó, đó hả? Đúng rồi, không, nó cũng đẹp đó không á. Chưa, ngon. Quá ngon phải ở phía sau. Ừ, ngon, tìm mẹ. Rồi ra tới đồi giữa đồi núi luôn nè. Ở đâu? Bắt đầu vậy. Bắt đầu giờ đang đi lên nè. Mấy km nữa. Ăn gà này gian ăn chứ trong nhà mẹ mới nuôi một vườn gà. Xe này xe 2 cầu nha. Nhưng mà có sự cố gì là 2 người kéo lên. Gọi là xe cầu. Lên núi rồi đó. Đi con xíu mà đi quảng tới. Đi mấy tiếng hồ. 2 cây mà đi cái gì đó. Gì mà lâu vậy? Chưa, như chưa nữa. Đi chạy có 5 km. 1,9 km nữa. Đó là núi là lên nè. Nãy nó 2 km giờ 1. Đi có nhanh được đâu. Đường đi cứ nãy gì đi đó núi đó đi như đi bộ à. Đúng rồi phải vậy chứ rồi đây mới cảm nhận được rồi lên núi nè hương vị hồ Ô Thâm gà phải gà đục núi kìa gà cái từ đốt nè gà đốt Ô Thâm kìa. Quá chịu ăn rồi ha. À, giờ xuống núi nè. Xuống núi rồi chưa còn lên nữa. À, lên núi rồi. Ừ. Trà ăn này mát mẻ dữ à. Ôi ta nuôi gà kìa, ta nuôi gà kìa. Gà hai bên đây. Gà này ăn gà núi đó ta cũng đi nữa kìa. Ta cũng đi nữa kìa. Ê đi theo sau. Đi theo 67 ăn da. Sao bảy ăn da. Kìa có xe hơi ra kìa. Rồi đi nữa. Đặt con. Kìa 2 chiếc xe hơi ra luôn kìa. 67 luôn. Rồi đi đúng đường rồi đó.
tay đi vô á. Để coi vô quán nào nha. Nhớ là chỉ là ta chỉ là đi tận cùng luôn á. Quất quất gì kìa. Là đốt châu, châu chú. Ô hôm quán gà đốt châu chú. Gà đốt Minh Ngọc kìa. Gà te, gà nâu gì. Kìa có bắt khách rồi kìa. Ồ, bắt khách dữ ta. Hả? Gì? À, mấy chỗ nó giống giống City này ha. Ốc đảo quán kìa. Quán ăn đồng quê. Không, lên đỉnh núi kìa. Lên núi mới đúng. Đỉnh núi ăn cái đó đó đó. Lên cái sườn núi á. Gì nữa. Gì đây? Danh hay Dương Ngọc. Ờ, danh hay này thì cũng có trên Dương Ngọc nè. Ủa, như người ta còn đi vô nữa kìa. Rồi chọn món gì hả? Quán Thành nè. Con bờ hồ nữa kìa. Đó có liều liều đó thấy không? Ăn gì à, vô bảy núi đi. Lên núi ăn. Bảy núi chứ quán cuối cùng quá. Rồi sao, sao bảy này đi đâu kìa. Ngay, ở ngay núi luôn kìa. Hết kìa. Bảy núi hả? Không, phải nhìn quán ngay núi đó. Nãy 6-7 đi vô tới đây luôn nè. 6-7 này đi mục tiêu rồi. Ờ, quán gì trên núi hả? Ừ, quán trên núi á. Quán gì vậy? Bị núi quá. Triều Tiên. Triều Tiên thì cũng có con nhìn sách á. Thu hiền gì mà. Triều Tiên, mẹ đốt Triều Tiên. Yêu kìa. Ê, này được núi bên phải kìa. Ê, có đập dịch được cái. Chịu tiếng đi, có đập dịch đâu. Núi bên phải kìa. Bảy núi có liều kìa nơi. Bên đây kìa, có sông. Bảy núi có ấy nè. Có sông, đó. Bảy núi có gì vậy? Đó có trái tim rồi, chỉ tâm tâm đó biết. Bên đây có hiền rồi nè. Nó mới tắm xong. Chịu tiếng. Nó nắng nữa. Rồi sao, quán nào? Bảy núi Kiều Tiên. Bảy núi Thành Đạt kìa, Thành Đạt phía trước luôn kìa. Thành Đạt thì có đường lên đỉnh Thành Si Phan. Thì cứ chạy lên Thành Đạt coi sao. Mẹ. Tao đón khách kìa. Dạ. Quán nào? Nhìn lên Kim Cương. Ê, là bảy núi nè. Bảy núi hay là Thành Đạt phía trước. Ủa sao Thành Đạt thấy, thấy là không có không gian gì ta. Hả? Đón khách kìa. Sao? Ủa sao Thành Đạt thấy nó. Giờ nấu. Giờ quán gà đốt đó. Đi đâu? Gà ô thun, gà ô thun mà. Hảo Nguyên. Ăn Thành Đạt hay gì? Ăn lâu. Muốn lên trên cái đỉnh kia. Cái đây thì. Đây có liều nè. Thành Đạt hả? Ừ. Ăn lâu. Kẻ mắc được người vô kìa. Rất bình thường vô mắc được người vô kìa. Ô thun như mộng rồi kìa, quá trời kìa. Không có vô mắc nữa. Bây giờ vô đâu? Vô Thành Đạt đại đi. Trên kia ăn cho nó có view đi. Thành đâu? Đi chỗ Thảo Nguyên á. Kiều Kiều Tiên á. Kiều Tiên đâu? Kiều Tiên bên trái nè. Kiều Tiên lên cái chỗ này không chỉ á, trên cái núi á. Đây là Thảo Nguyên nhị tới nè hả? Đó, ờ, kiều gì nữa đó, đó, kiều gì à? Quán cuối cùng luôn. Rồi, quán cuối cùng đi. Thiêu rồi đốt. Đi luôn. Đâu? Kiều Tiên kìa. Đi vào 50 mét. Như mộng. Ờ, Kiều Tiên ăn đông nè. Đó, đúng rồi đó. Kiều Tiên nè, đúng rồi. Ồ, hên dữ. Ồ, quán không gian nhìn im dữ. Ừ, view đẹp á, được á. Đó. Ví dụ đồ ăn nó không ngon. Ôi được á, không được. Ok, chào và hẹn gặp lại cái nhà video sau. Nhớ like, đăng ký hệ tiền ủng hộ Trí City Dừa và City Đen. Bye bye.